đến thăm chùa Diệc ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và mỗi buổi chiều muộn thứ hai và thứ sáu hàng tuần, người ta sẽ nghe thấy tiếng tụng kinh vang vọng. Nhưng đó không phải là lớp học giáo lý hay một buổi tụng kinh của đạo tràng, mà là nghi thức trước mỗi buổi tập của câu lạc bộ karate chùa Diệc. Được sự hỗ trợ và giúp đỡ của Tri Tôn Đức, trong 3 năm qua, lớp võ chốn cửa thiền này đã giúp các em nhỏ địa phương có sân chơi bổ ích, rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần. Được sự quan tâm giúp đỡ của các sư trụ trì đã rất là nhiều, từ cái việc tổ chức và hỗ trợ các cháu đến từ sân bãi đến ánh sáng thì nhà chùa hỗ trợ rất là nhiều. Và ở đây thì nhà chùa cũng muốn các cháu khi tập luyện võ thuật thì là mang cái võ đạo. Chính vì vậy là các buổi tập thì các cháu đều được đọc kinh để hướng cho các cháu có một cái tâm hồn nó tươi sáng hơn. Con em thích học võ ở đây, con được học tập và được làm quen với các bạn ở trong chùa. Hoàn toàn miễn phí và lấy tư tưởng Phật giáo để truyền dạy cho các môn sinh. Lớp võ chùa Diệc là tâm huyết của võ sư Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Karate tỉnh Nghệ An. Tại đây, người đàn ông 49 tuổi không chỉ truyền dạy những đường quyền thế cước, mà quan trọng hơn là hướng các võ sinh đến rèn tâm, rèn tính. Qua đó, giúp các em trở thành người con ngoan trò giỏi của gia đình và xã hội. Cái điều khác biệt ở cái lớp võ này so với các lớp võ khác ấy, là bây giờ rất là nhiều câu lạc bộ võ chỉ dạy võ theo chương trình sport karate, tức là dạy theo cái dạng thể thao thôi. Nhưng ở đây tôi không muốn dạy theo cái góc độ của thể thao, tức là chỉ tập luyện giống như một môn bình thường, mà tôi muốn dạy ở đây là cái võ truyền thống. Chính vì vậy để các em làm sao hiểu được cái ý nghĩa, cái nguồn gốc, cái cội nguồn và cái đạo đức ở trong võ. Khi mà học võ ở trong chùa này, điều đầu tiên em cảm thấy là không gian ở đây rất là thanh tịnh, sân ở chùa rất là rộng rãi, và khi tham gia trợ giảng ở đây thì em cảm thấy là em cũng gọi là góp được một chút công sức để mà công đức của mình để mà phát triển chùa và là phát triển lớp võ ở đây. Là lớp võ nương tựa chốn cửa thiền, câu lạc bộ karate chùa Diệc đã và đang ươm mầm tình yêu võ thuật đến giới trẻ xứ Nghệ. Sự gắn bó giữa đạo và đời, giữa tu và võ sẽ là hành trang để các em bước vào đời tự tin, vững chãi hơn.